Loạt phim cổ trang từng được đề cử Bạch Ngọc Lan, phim của Dương Tử không phải duy nhất. Ngoài trường tương tư của Dương Tử, loạt phim cổ trang hoa ngữ cực hot cũng từng lọt vào đề cử giải Bạch Ngọc Lan. Ngay sau khi giải thưởng Bạch Ngọc Lan công bố danh sách đề cử, nhiều ý kiến tranh cãi đã nổ ra về việc phim cổ trang thần tượng như trường tương tư cũng có thể tranh giải. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên có những bộ cổ trang xuất hiện trong top đề cử của Bạch Ngọc Lan. Theo đó, loạt phim từng lọt vào mắt xanh của những giám khảo, giải thưởng danh giá này bao gồm cung tỏa đâm ngọc bộ bộ kinh tâm, lang nha bảng, Mị Nguyệt Truyện, Hoa Thiên Cốt và Tam Sinh Tam Thể Thập Lý Đào Hoa. Đây đều là những bộ phim cổ trang hot với rating và nhiệt độ cao, già nam nữ trình toàn những cái tên đỉnh đám như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Tôn Lệ. Liệu có công bằng khi phim cổ trang thần tượng được tranh giải? Vốn dĩ phim cổ trang được xếp vào dòng phim thương mại giải trí không có giá trị quá cao, không yêu cầu khả năng diễn xuất của diễn viên. Việc đứng ngang hàng với những bộ phim trình kịch yêu cầu đầu tư cao về chất xám của biên kịch lẫn khả năng diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội là điều khá vô lý. Chính điều này đã làm dấy nên tin đồn những nam nữ diễn viên chính đoạt giải Bạch Ngọc Lan nhờ thể loại cổ trang đều là con cưng của tư bản, được các ông lớn chống lưng. Ngoài đề cử nữ trình xuất sắc nhất thuộc về Dương Tử, trường tương tư còn được đề cử là phim có mỹ thuật tốt nhất tại Bạch Ngọc Lan. Việc nam nữ chính bộ phim cổ trang có cơ hội đứng ngang hàng với diễn viên gạo cội có thực lực diễn xuất là điều khả vô lý.